Xin chào các cô gái xinh đẹp, bộ sưu tập Son 2N phần 2 chuẩn bị lên sóng ngay đây. Mở đầu với một em son tông cam có chút đỏ rực rỡ từ Marc Jacobs nào. Bạn này có thiết kế rất yêu, trông giống như một cái bút sáp vừa bự vừa lùn. Tuy nhiên nếu không sử dụng dưỡng trước thì sẽ giật mình bởi độ lì và khô của thỏi này. Khi chạm lên môi mình cảm giác như đang miết chứ không phải thoa nữa. Thật sự thì mình không thích chất son của em này và cũng không sử dụng nhiều. Vì kể cả môi không hề bị khô nhưng son vẫn thấy bị bột tương đối. Chàng cũng không rõ các màu khác có bị không hay chỉ em này thôi. Nếu bạn nào có dùng các màu khác nữa thì review lại cho mình nhé. Một điểm cộng là son bám màu rất tốt, khi tẩy xong vẫn còn màu ở trong lòng môi. Màu này đã mua từ tháng trước mà đến hôm nay mới swatch được cho các bạn đây. Đây là tông hồng tím như cánh hoa rất thích hợp để dùng hàng ngày. Chất son lip cream này cũng là chất son mình cực thích. Từ khi dùng thỏi sample bé xíu lấy được từ Sephora là đã quyết định phải sở hữu một em full size rồi. Ưng từ thiết kế nam châm cầm thích này, đầu son tròn tròn và cả chất son. Màu lên đậm, rõ, mềm vừa phải, không quá bóng. Màu son không bị nhạt đi mà chỉ phai khi ăn thôi. Tông peony này khá lạnh nên Trang nghĩ sẽ hợp với các bạn cool undertone đấy. Bảng màu hiện tại có 25 màu, tha hồ để chọn lựa rồi nhá. Thỏi này mình không mua mà là món quà từ một người chị rất dễ thương. Nếu màu trước nhẹ nhàng thì màu 234 san hô này lại vô cùng rạng rỡ tươi trẻ. Em san hô này thiên về sắc hồng và không có nhiều cam đâu, dùng lòng môi không cũng rất xinh. Tuy nhiên vì đầu son tròn bo nên để tô cả môi mình cũng đã cần tới sự trợ giúp của cọ viền môi thì mới viền cẩn thận không bị lem được. Tông son này cũng rất dễ kết hợp với nhiều kiểu trang điểm mắt khác nhau nữa. Điểm mình thích nhất của cây son này có lẽ là chất son. Mặc dù khi tham khảo review thì mình thấy chất son khác nhau đôi chút giữa các màu, nhưng hiện giờ cả hai cây mình đang dùng không gặp vấn đề gì hết. Chắc chắn mình sẽ thử thêm tông nude. Cây son khiến phái đẹp liên tục điên đảo với các thiết kế phiên bản đặc biệt Givenchy La Roche. Cây son hoa lá cành này được tung ra năm ngoái và là phiên bản giới hạn. Tất nhiên chỉ là kiểu vỏ giới hạn thôi chứ phiên bản vỏ thường vẫn có màu này nếu bạn nào muốn tìm nhé. So với bạn Marc Jacobs Lip Cream ban nãy thì em này bóng hơn một chút, chất son cũng mỏng và trơn hơn nữa. Màu thì không giữ được lâu đâu, quyệt nhẹ là đi luôn rồi. Swatch em này thì không lo sưng môi vì tẩy rất dễ nhưng mà phai nhanh quá. Tông màu mà Trang rất yêu thích cho mùa xuân hè đây và cũng may là khác với màu 234 lúc nãy. Tông màu này vẫn rực rỡ nhưng không quá nổi bật như tông đỏ. Dù trang điểm nhẹ hay kỹ hơn thì mình thấy bạn gái nào cũng sẽ rất hợp với tông san hô kiểu này. Thiết kế là một điểm khiến mình rất thích cây son này. Lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn phải có ngay rồi. Và nhiều khi cứ không nỡ dùng vì lo son mòn mất. Và sự thật là dù đã dành dụ mua từ tận năm ngoái nhưng cho tới gần đây mình mới bắt đầu dùng, khổ không cơ chứ. Tông san hô này chủ yếu nghiêng về hồng và hầu như không có cam đâu nhé. Phi thuyền Girline Day. Đây cũng chính là món quà mà mình may mắn được gửi tặng từ Girline đợt mùa đông về Việt Nam. Trước Louboutin thì em này là cây son đắt nhất mà mình từng biết. Thiết kế nắp có gương quả thực rất lạ và tiện lợi cho con gái chúng mình mỗi khi cần thoa lại son. Cần trồng 2-3 lớp để màu son lên rõ, chất son mịn và không làm khô môi. Tuy nhiên, nhận xét tổng thể về chất son thì em này lại không gây ấn tượng mấy với mình. Cũng một phần vì đây là dòng bóng nhẹ nên nếu ăn thì lớp son sẽ trôi đi nhanh hơn. Mình không biết nữa, chắc thử một lần thế này thôi chứ mình cũng không thực sự muốn mua thêm màu khác đâu. Trước khi quyết định mua, mình cứ đinh ninh em này là tông san hô, cuối cùng lại là một màu hồng nữa. Trời ơi, một lần nữa phải công nhận các thiết kế của Girline quá sáng tạo. Cây son này không có nắp mà chúng mình sẽ đẩy nhẹ chốt ở dọc thân để đầu son trồi lên. Bạn này thì chỉ ít bóng hơn phi thuyền một chút xíu thôi, nhưng vẫn khá là bóng. Da nắng thấy son lấp lánh trên môi rất là yêu. Cá nhân mình thì lại thấy thích em này hơn thỏi trước vì khi ăn xong hay để cả ngày thì son sẽ còn lại một lớp màu như dạng son tin vậy và không làm môi bị khô đi chút nào.
Có thể nhiều bạn chưa nhìn hay nghe tới cây Dolce & Gabbana này bao giờ, nhưng bạn sau này cũng được review rất rất tốt ở Sephora và đây tiếp tục là món quà từ bạn thân của mình. Thỏi này thuộc bộ sưu tập có tên Monica và giờ thì không còn sản xuất nữa. Đây là chất son cream cổ điển, có mùi thơm hoa hồng, màu siêu rõ và mịn, không hề bị loang và không bị trôi nhiều. Kể cả tẩy bằng nước tẩy trang đi rồi, môi vẫn có một lớp màu khá rõ, chứng minh ngay ở đoạn swatch sau. Em này thuộc tông đỏ ấm, có sắc nâu pha kèm, khá đậm đấy. Trái ngược với gam đỏ trước thì bạn Passion này thuộc tông đỏ lạnh, làm sáng da bừng bừng luôn. Và vì đây là dòng mát nên chất son của bạn này cũng lì hơn nữa. Chất son tuy là lì nhưng thoa lên môi rất dễ và mướt, khiến mình nghĩ ngay tới cây Louboutin vì cảm nhận rất giống nhau. Thật sự thì thỏi mà mình thích nhất trong lần swatch này lại chính là em DNG này đây chứ không phải ai khác. Và Trang cũng rất rất khuyên dùng với bạn nào đang muốn tìm một sắc đỏ dễ kết hợp, chất son lì, khả năng bám màu tốt, không nhạt đi trong ngày. Ăn thì son chỉ nhạt đi tí xíu thôi, thiết kế sang trọng, tóm lại là rất 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 ưng. Chuyển em Passion này ngay vào luôn nha. Cuối cùng là quà tặng Diorific từ nhà Dior. Đây tiếp tục là món quà từ một người bạn trong nam gửi tặng mình. Là dòng lì nhưng chất son vẫn mềm mượt như thỏi cream của Marc Jacobs vậy, không hề tới mức lì quá hay khó thoa. So với tông hồng Infamous mình swatch ở đoạn đầu thì em này màu tươi hơn. Thiết kế rất lạ nhưng mình cũng không chắc là có thích hay không nữa. Và thỏi này cũng là phiên bản giới hạn nên giờ không xuất hiện nữa rồi. Về màu thì mình cực ưng, có thể dùng hàng ngày đây. Nếu bạn nào cũng có review về một trong những em này thì nhớ để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye!